có một cái điểm tương đồng rất là thú vị giữa kinh dịch và những cái mà dữ liệu máy tính và điện thoại của chúng ta sử dụng hiện tại phát triển dựa trên cái nền tảng là hệ nhị phân. Thì trong kinh dịch là âm và dương, không và một, có một sự tương đồng rất là nhất định. Không là âm, một là dương. Thì không có ở đây, không có chỉ dùng sự tương đồng thôi, để tránh cái trường hợp một số anh chị vào phản bác là máy tính phát hiện là phát triển từ điện, do các nhà khoa học phát triển ra, học thuyết phát triển ra mà để vận dụng trong đời sống của chúng ta. Đó, thì có một số người nói là gì, nó có địa điểm là gì, bắt nguồn từ kinh dịch, có sự tương đồng từ kinh dịch áp dụng vào. Nhưng mà không thôi, không nói về cái luận điểm quan điểm này, không thôi chỉ đặt một cái câu hỏi, cả nhà có thể để lại cái là bình luận bên dưới là gì, cái vật chất có trước hay là cái mà cái con người chúng ta có trước. À, một cái câu hỏi mà chúng ta bắt đầu chúng ta phải suy nghĩ. Hả? Nhưng mà chúng ta chỉ xét về cái điểm tương đồng giữa kinh dịch thôi. Từ không, từ vô cực mà sinh thái cực. Từ vấn đề mà hoàn toàn không có trong cái vũ trụ này, mà khi mà chúng ta zoom lớn ra, khi bắt đầu nó phân tách, nó chia tách ra, nó sẽ bắt phân tách và chia tách âm và dương, bắt đầu nó sinh ra vạn vật. Thì tất cả các vạn vật, cái tiến trình vũ trụ trong cuộc sống này chúng ta đều có mang tính chất âm và dương trong như vậy. Và cũng có một cái sự tương đồng với vật lý hiện tại của chúng ta. Đó là gì? Là cái sự nghiên cứu về cái gọi là vụ nổ Big Bang đó. Thì trong cái vụ nổ Big Bang đó mà tới mà con người chúng ta vẫn nghiên cứu mà chưa được đưa ra sự thống nhất và vẫn chưa có sự nghiên cứu hoàn chỉnh. Và trong cái vụ nổ Big Bang đó, giống như hố đen vũ trụ đó, thì từ một cái vụ nổ mà sinh ra vạn vật, mà khi mà cái hố đen vũ trụ đó, tất cả những cái vật chất đó, từ hữu vô cực mà sinh thái cực, là những cái vật chất mà từ không nhìn thấy, không sợ nắm được, mà nó tiến trình phát triển thành những cái vật chất mà chúng ta có thể nắm và sẽ nắm được. Mà khi mà chúng ta bỏ vào cái hố đen của vũ trụ á, giống như là cái vô cực á, thì gần như là vật chất biến mất. Thì khi mà cái định lực bảo toàn khối lượng á, bảo tường năng lượng á, tới đây là gần như là tắt là bí. À, cho nên là gì, khi mà chúng ta hiểu được kinh dịch á, thì nó là một cái thứ gì đó nó rất là huyền diệu. Nó là không phải dừng lại vấn đề bối toán, không phải dừng lại vấn đề mà để chúng ta luận đoán, để chúng ta tư dục, mà nó là một cái tiến trình vận hành của vũ trụ để chúng ta đi hiểu về từ cái nguồn gốc bắt đầu của sự vật sự việc, mà chúng ta đi ngược lại, chúng ta tìm thấy được cái bản thể trong cái suy nghĩ của mình, tìm thấy cái bản thể, cái nguồn gốc của con người của mình. Và có một cái điều thú vị như vậy nè, là gì, có thể là con người chúng ta không phải là sinh ra trên quả đất này, bởi vì chúng ta có thể đến từ một cái nơi khác, chúng ta đến đây mà để chúng ta trải nghiệm. Bởi vì sao? Không có con vật nào mà sinh ra trên quả đất này mà phải nuôi, mà từ nhỏ đến lớn mà vẫn phải nuôi, đúng không nhà, phải kèm cặp, đúng không nhà, một năm, hai năm, ba năm, nhưng đứa trẻ vẫn không thể tự lập tự sinh sống được, bắt buộc chúng ta phải nuôi. Cho nên là gì, khi mà chúng ta hiểu về huyền học, tôi hiểu về cuộc sống này, chúng ta thấy một cái điều gì đó rất là thú vị ha. Có thời gian chúng ta nên nghiên cứu nha về cái bộ môn kinh dịch nhé các nhà.